Bạn của sữa hả? Đây hôm đây là Huy của con. Thư của con hả? Bạn tên gì? Bạn tên là Huy. Hư hả? Chú Phú mà sao con tiêu kêu người ta bằng chú Phú Quốc. Bạn Thư hả? Bạn Thư hóc hả? Dạ đúng phải. Sao bạn Thư hóc? Đã bạn Huy hóc nhẹ nhẹ thôi. Sao bạn Thư hóc nhẹ nhẹ vậy? Trắng. Gọi đi ra đi ra kêu con Huy đó. Dạ Huy. Qua nay là sữa có nhiệm vụ là sữa giữ bạn Thư nè. Không phải bạn đâu. Người ta là chị, người ta lớn hơn bả. Bả kêu người ta bằng em. Lo từ miếng ăn giấc ngủ. Đeo khăn chưa, đeo khăn lại. Trời ơi, thấy không? Thấy sữa không? Lộn nè. Chú gì gẹo Thư à? Hả? Chú gì gẹo Thư sữa? Sữa. Chú gì gẹo Thư? Nói Thư nhanh đi để trễ. Xe tới rồi. Thôi. Không là mẹ, không là mọi người đi hết. Ở đây sữa ơi, ở ngoài đây đi. Đứng vô trong con. Nhanh đi. Vô Thư nhanh đi. Lấy hũ kem dùng. Rồi, nhanh lên, ra đây. Ra đây sữa. Để hũ kem rồi nha. Sữa ra đây. Chú Phú Quốc hả? Phú. Ai cũng bị đau chân đó. Ai đau chân? Con. Đau chân đau đâu? Nãy con dán rồi. Con khóc không? Dạ khóc. Sao khóc? Con hấp á. Sao con lại khóc? Đi nè. Ủa Thư không mang dép đi con. Sau khi không mang dép. Lấy khu khen dùng ngươi. Chọn một đôi dép đẹp ra ăn đi con. Đẹp quá. Đi ra đây sửa. Ra đây chờ bạn Thư. Chị Thư á. Chị Thư ta lớn hơn con tuổi mấy. Con là em, còn chị đi. Còn ai? Chị Thư. Thư là chị. Còn Huy là chị. Ừ, con phải kêu bằng chị đúng không? Huy ơi. Chị Thư. Lúc đó là con có kêu nát. Xin vô đi. Xin vô xe à. Đợi tí. Không có giỡn à. Đó vậy đó. Rồi bà nội với mẹ đâu đâu rồi? Ở trong nhà. Đi kiếm ông nội với mẹ đâu rồi? Mẹ ơi đừng. Chừng mẹ đi lạc sao? Ủa không. Hả? Con phải giữ mẹ với nhà ai? Ông bà nội, bà ngoại nữa. Con phải có nhiệm vụ giữ ba người đó. Bốn người. Vậy con bà nội thôi vậy mẹ thôi. Dạ đúng dạ rồi. Được rồi. Còn con bà nội ai giữ? Ông bà nội thì giữ anh hai. À đi có lắm. Huy ơi. Vô Thư mang dép đi. Dạ. Rồi đi ra đây sữa. Lấy vũ cho đi ra đây. Đi ra đây con. Đây là của con. Cái cây bướm nó giống vậy đúng không? Đúng rồi, của chị cũng giống của em luôn á. Dạ, lấy cho nó chứ. Vậy là em để bên nhà của con xong rồi cho con xưởng của em nè. Cái này của em nè, không có bằng cửa sao? Của nè. Nè nó đây nhà. Rồi đi con, đi ra đi sữa. Cái này đợi tí qua bển chị kêu chị Na lấy cho. Đi ra sữa. Cái này của em á. Cái này. Đi ra đây con. Của sữa. Mà này mà nhỏ mà không thích làm chị. Theo chăm sóc. Giữ người ta. Mất cây găm. Ăn uống cũng lo người ta nữa. Mất cây găm. Ăn uống thì lên bàn kêu Thư ngồi đây nè để chị lấy cơm cho ăn. Trong khi bản thân mình thì lo chưa xong. Đi thôi con, đây chỉ là cha sẽ là gì? Được rồi. Ở trong tivi đó có cá mập. Cá trong mì đó.
đi 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 qua bánh con. Cắt này của con. Đi này. Rồi lại đằng kia rút luôn hả chị? Đi đằng kia kìa. À lên. Ôi giờ tạm biệt em, mẹ giờ chú giờ chuẩn bị đi nè. Ở đây nè. Kêu ai? Ở đây dưới nè. Ở đây nè. Ngồi xuống đây, lên đây con. Không đủ, lên đây, lên đây. Hai đứa ngồi vô ghế, hai đứa ngồi vô ghế sao? Ngồi nét đấy. Ngồi xong. Rồi xuống ngồi. Con mới ngồi ở đây. Đây chỗ này ông nội ngồi rồi. Thôi vậy ba mình đứng đi. Con nữa rồi, thôi xích vô nữa. Tự nhiên bắt ba đứng sao kỳ vậy? Đây hả? Thôi ơi. Qua đây chưa? Qua đây ngồi đi. Đùi ba nó đỡ được thêm ghế nữa. Rồi lại lên với sữa rồi sữa giận rồi kìa. Ngồi cú lên. Xin cho sữa. Con muốn. Con giờ con muốn đi là. Thôi con lên đi rồi, ông nội lên đi, đi nhanh tên nè. Để rồi, xíu tới nè. Ông nội. Chú Phú Quốc nè. Ông đi tới rồi. Ok. Rồi rồi rồi. Ngồi lên đùi anh Thương đi. Trời ơi, mình ngồi lại rồi để tao ngồi đùi mày đi được. Con này nè, con ra đứng dậy cho gì mẹ Ngọc, con ngồi mình mẹ Ngọc đi. Rồi tới rồi. Đi. Rồi, bạn Thư đâu sữa, kêu bạn Thư ngồi an toàn nha. Rồi. Rồi, đứng dậy cho ba Minh ngồi. Kêu bạn Thư ngồi an toàn. Ngồi dưới nè. Ờ. Thôi. Lúc nào cũng lo cho bạn Thư hết trơn á. Vậy mà để ba đứng thì quá à. Ba đứng mỏi chân quá à. Giờ sao giờ? Vậy đẹp gì con? Vậy gì mà họ sắp tới nơi đi. Sắp tới nơi rồi sao? Hả? Vậy giờ mình đi. Giờ mình vô tắm. Tắm biển. Đâu vô có tắm biển. Giờ mình đi tắm biển hả? Hôm nay nè bỏ hả? Đi đến khu vui chơi. Giờ màu trắng là của ai? Giờ mình đến biển hả? Đi đến khu vui chơi. Đây là hôm nay là có cũng là màu hồng mà đúng không? 4 giờ rưỡi có xe đi qua bên kia phải không em? Tới rồi. Mình đến đây hả? Tới rồi. Xuống thôi. Wow, hoành tráng ghê. Lên đi, đi vòng à. Coi cảm giác như thế nào cho bà con cô bác à. Sữa đi luôn hả? Sữa đi cha nè. Sữa đi cha luôn. Ờ, 12, 13 người tư phần sữa. Từ từ con. Từ từ với sữa. Dạ, mình phải chia ra nha. Tại vì một cặp tối ra là 8 người. Dạ. Chia 2 ra. Mẹ, đây đây với sữa mẹ. Từ từ, từ từ. Từ từ. Đây. Chờ mọi người lên đó con. Chờ mọi người lên đầy đủ đó. Sữa đi vô. Xích vô không sợ con. Chú bắt con đi lên luôn á. Chú bỏ con đi luôn á. Đi con này đi. 8 người một cabin. Rồi những ai chưa sắp khuẩn chút em. Rồi sắp khuẩn đi. Chú không nổi bà nổi đồ bà ngoại lên đi luôn. Rồi, đi, 3-4 cabin thì cũng được mà đúng không? Dạ đúng rồi. À, đi vâng, mẹ đi cha. Rồi rồi. Rồi rồi. Ok vậy thì sữa vào với cha Cương như này, với Bin rồi, này. Rồi rồi. Đi với cha nha Bin. Con muốn vô đây, con muốn màu đỏ. Mẹ lên mà cứ mẹ rồi. Rồi rồi. Con muốn màu cam. Màu cam con người rồi rồi. Rồi màu cam được con ơi. Kêu mẹ Ngọc lên đi mấy đứa. Ngọc không dám đi. Rồi, đây thôi, có đường này thôi. Rồi, có nhiêu đây đi như đây. Có nhiêu đây thôi. Từ từ con. Từ từ sữa. Nè, để chú mở cửa đã nha. Đó, người ta đi xong rồi, tên này xuống đó. Thử khuẩn. Từ từ, không đi ra nè. Từ 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 chú hướng dẫn rồi lên bước lên bước lên đó ông nội vô đây ông nội wow đóng cửa chơi đi
cho ông nội, từ từ đóng tự động nội ơi. Wow, thật là thú vị. Đứa nào sợ là không xuống được nha. Sợ là mình phải nhắm mắt lại đó. Kìa chị Na kìa, chị Mũi kìa. Xin lỗi đi trước nha. Nó thầm lầm thầm gì hoài à. Lên đây thấy toàn cảnh Phú Quốc luôn à. Sợ không? Dạ không. Mấy em sợ không? Yes, không. Đứa nào khóc thì cái cười cùng đúng luôn á. Con muốn chơi cái kia. Hả, ông nội có sợ không? Dạ, muốn chơi cái kia. Nào con. Ờ, không, cái đó ghê lắm á. Cái đó tàu lượn ghê lắm. Tàu lượn cao tốc. Ờ. Tàu lượn cao tốc luôn. Ô. Đừng nhích bên tay chân. Sao giờ cho rung quá vậy? Lên cao cho sợ độ cao. Thôi không có nó nhẹ nhẹ thôi à, không có nhanh đâu. Vậy hả, cho sợ độ cao quá sữa ơi. Không sao, cái này vòng quay khổng lồ mà. Vòng quay khổng lồ hả? Đúng rồi. Nhưng mà cha sợ quá giờ sao sữa ơi? Không, cái ghế sẽ giữ chặt mà. Biết rồi, nhưng mà cha sợ lắm. Để dòng rồi sữa ơi. Chưa được gì đâu. Đi nấu quậy. Đừng có nhúc nhích bên ơi, lắc cha sợ lắm. Nhìn luôn rồi đó. Ngồi yên đi. Luôn rồi đó. Đó, ngay cạnh nó còn ảnh xung quanh nè. Ba mươi nghìn ai ở dưới kia. Thấy biển rồi, biển gì biển kìa đó, thấy hai cái đoạn nhỏ. Ô, nước lửa kìa, nước lửa phun tràn rồi nè. Con ngồi đây nước lửa, ngồi nó phun đi, chết luôn á. Hả? Đâu có đâu, cái đó đá thôi, núi đá thôi. Nhìn kìa kìa. Hả? Nhìn kìa. Không nghe đâu con, không nghe. Ngồi yên đi, đừng có lắc. Màu cam. Còn bên đâu, bên xuống đây đâu thấy được. Bên sợ không? Bên đừng có lắc nè. Bên ơi. Bên. Chạy không. Đừng có lắc. Sợ không? Con mắc tiểu rồi đó. Hả? Con mắc tiểu hả? Con mắc kìa. À, kẹo con mắt. Chia sẻ đường ngồi với mình là từ từ đó. Ok, con nội là dính tên cũng chạy nha. Quý cái đầu lượng siêu tốc đi như này hả? Vì cái đường siêu tốc. Quý cái đầu lượng siêu tốc đi như này. Mấy cái đó là chơi cảm giác mạnh lắm. Xin lỗi mình sẽ quẹo qua hướng này hướng kia. Nãy con coi phim. Nãy con coi mấy chú nhìn giỏi quá. Nãy con coi sửa giỏi quá. Nãy con với chú ông nội lần đầu đi luôn. Chú à, làm mà cũng hay lắm á. Con mắt hai con mắt. Dạ. Bây giờ là thành phố mà. Kẹo ngọt.
Nội vô không nội? Thôi cái này bà nội không dám đi đâu. Nội bà ngoại không dám đi đâu. Quý vị cao. Rồi Yên sửa ơi, Yên sửa ơi. Cái này tính cho cái lòng của đứa bà em ba chàng ngồi sát cái sổ dồn mà tội lên cái lần thôi nhớ đúng rõ rồi hết chứ. Sao không muốn. Này độ cao nhiêu cuối tâm mét. Dạ. Chị
cha? Có con rùa chà bá kìa. À, cái đó là con rùa, nãy giờ con thấy bên nó thấy rùa là con thấy đi. Rùa của chảng luôn. Xuống rồi. Đứng ra. Nó tên là mai rùa. Wow. Rồi sao con biết mai rùa? Hình con rùa chẳng sửa nó còn mai rùa. Wow, mặt trời lặn rồi. Trời lặn đẹp chưa? Trời lặn là biển hay không đi? Hai chị. Hai chị. Nãy em mai. À, hai mẹ xưa. Nãy em mai rùa nè. Một con rùa hủng lượng. Ừ. Rùa khổng lồ luôn đó thiệt. Nhờ đó trong đó thủy cung hay gì chơi? Bốn con cháu mình can đảm quá ha. Ở đây lãng mạn lắm á. Lãng mạn không? Lên đây tỏ tình. Kêu mẹ nãy kêu mẹ lên đây tỏ tình á. Thôi thôi đeo đi cha, đeo cha. Để em biết đây biết người đi trước làm sao đâu. Đeo lên cho. Mình đeo lên cho. Xuống rồi. Bà sữa, xin mà đừng thấy dính, đừng có nhảy nha con. Nhẹ nhẹ con đi nhẹ nó khỏe. Rung mất con. Hai đứa nhỏ nó càng đảm thiệt. Cái này đi mà trời nó yên hết chứ mà trời gió thật sợ lắm. Có người kìa. À, trời đó gió. Đúng không cha? Gió nó đu đưa qua lại. Sao thấy được con? Nhưng mà nó đu đưa chắc đu đưa luôn. Đi đâu đu đưa đây? Thì trên nó cao quá luôn rồi. Cái đó thì kêu lên lại mà nó cao quá sợ luôn. Dạ. Thì này trên cao luôn mà. Không biết kêu lên lại. Vậy biết phải làm sao là làm sao? Ồ, cảnh đẹp không? Cảnh đẹp ghê không? Chơi mấy kia nó lộn mèo chứ sợ lắm. Chơi là ói cơm luôn á. Sửa sợ không? Sửa muốn điên dầm nữa không? Thôi, đi xuống mình đi chuyện khác. Chơi chuyện khác. Đi này dạ. Nãy giờ nửa tiếng rồi đó. Nãy giờ mười mấy phút á. Anh giống
Rồi ba cháu qua cho chụp tấm hình nè. Bên qua ông nội ơi. Qua gần nội nè. Chụp hình ạ. Tới nơi rồi. Giờ cái con muối đi lên từ từ nè. Thấy lớn nó đi lên từ từ thấy lên. Từ từ đi lên. Sợ buồn ngủ rồi. Nó lên diêm rồi. Con rắn ơi, con anh đi chơi tàu mình á. Nãy dòng kia là hai chị ở dưới mình, giờ hai dòng này là hai chị ở trên mình rồi. Muốn mở kẹo ra ăn. Xíu mở. Xuống chơi. Sới rồi, tới nơi rồi nè. Ông cháu mình đã hoàn thành rồi. Sữa chả chưa? Cái sữa có sợ không? Ui, đừng kẹo lên. Ok. Kìa, chuẩn bị người ta mở cửa cho mình xuống nè. Mình chị! Anh chị! Mình phải bước nhanh nha tụi con. Chứ thôi là ở tại đây là một lần nữa, một mình là xỉu luôn á. Ngoài xa đó mẹ mất đó chèo. Chèo sữa thật là can đảm quá đi Vin, thật là can đảm quá đi, cha nhát hơn ai đứa con chứ sợ đó. Mình nói cha cũng leo vừa mà giờ sao tôi sợ quá. Xuống. Mày gọi không lấy tay. Gì vậy không? Gì vậy bà Thúng? Xuống tao ơi, cửa mở rồi. Về chào chú, nói chú ơi, chú mở cho con xuống. Chú mở cho con xuống. Nè, Thế Vĩnh gửi cho chú ơi. Thế Vĩnh cầm gửi cho chú ơi. Cảm ơn chú nha. Gửi cho chú uống cà phê. Chú làm ở đây cực lắm. Gì bà Thúng? Nè, ông nội ẩm. Gửi cho chú đi con. Gửi cho chú rồi, gửi chú có phải? Gửi ha. Gửi anh cảm ơn. Nè, giữ. Thôi nè. Đợi có gì đâu, uống cà phê mà. Đi. Anh cảm ơn. Đi con. Rồi xuống đây, đâu có gì đâu. Đi, cảm ơn cô. Xuống phe với mẹ nè. Mấy bạn phục vụ tốt thì mình gửi cho mấy bạn uống nước không có gì đâu ha. Nghiệp ta làm cũng cực. Rồi anh hai bên chạy đâu nhanh vậy, tụi con rung không? Tụi con rung không? Dạ không, nhưng mà không chỉ rung là tại vì cái chuyện lạnh quá rồi. Hả? Lạnh quá. Trên lên nó lạnh hả? Nè, sửa ra sức khoe cho mẹ Ngọc nè. Đi nè. Để đi ra ngoài. Đi theo dòng đó không nội? Dạ chạy phải khoe mẹ kìa.
nhanh lên bà Thúng ơi. Rồi lại khoe mẹ coi sợ không. Trời ơi, bà nội bà ngoại khỏi khỏi đường đứng đi, rung chết. Rung lắm. Bà nội bà ngoại đừng có đi, rung. Không lên chảnh con cũng rung nữa. Rồi xong rồi rồi, cảm ơn. Chào Sứa ơi, chào tạm biệt Sứa ơi. Chào tạm biệt Sứa ơi. Dạ chào tạm biệt quý ông bà cô chú và hàng gọi lại quý bà cô chú chị trong một lúc theo. Bye bye.